hội chị em xỉu up xỉu down với hình ảnh chàng mẫu Myanmar cạo trọc mái tóc dài lãng tử. Chàng người mẫu khiến dân mạng dạo dực vì vẻ ngoài quá mức điển trai, dù tạo hình thế nào cũng không thể dìm được. Chàng mẫu nam nổi tiếng của Myanmar này, dù cắt phăng đi mái tóc dài lãng tử, thay vào đó là một cái đầu bóng loáng, anh vẫn khiến các chị em xao xuyến. Anh chàng tên Ba In Ta Khon, sinh năm 1996, hiện đang làm người mẫu chuyên nghiệp tại Myanmar. Bên cạnh công việc người mẫu, Ba In Ta Khon còn kiêm thêm việc MC, người dẫn chương trình. Chàng mẫu 24 tuổi này sở hữu thân hình siêu chuẩn với đường cơ thể hấp dẫn, cùng cơ bụng tám múi săn chắc với chiều cao khủng 1m88. Mái tóc dài lãng tử cùng loạt hình xăm cun ngầu chính là hình tượng luôn gắn liền với Ba In Ta Khon bấy lâu nay, giúp chàng mẫu được gọi là Aquaman châu Á. Sở hữu một gương mặt đẹp trời phú, Ba In Ta Khon còn khiến cánh đàn ông ghen tị khi có một body cường tráng với chiều cao khủng tới 1m88. Mới đây, anh chàng đã khiến cư dân mạng một phen xôn xao khi bất ngờ cạo trọc đầu để tham gia một khóa tu 10 ngày. Điều đáng kinh ngạc là hình ảnh Ba In Ta Khon cạo trọc đầu, mặc bộ quần áo sư lại khiến cư dân mạng một phen nháo nhào vì quá xuất sắc. Độ nổi tiếng của Ba In Ta Khon sau khi cạo trọc đầu còn cao hơn cả trước đây. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, những hình ảnh của anh chàng đã thu hút về rất nhiều lượt yêu thích. Tới thời điểm hiện tại, số lượng tương tác bài viết vẫn đang không ngừng tăng lên. Với ngoại hình nổi bật, Ba In Ta Khon hiện đang khá nổi tiếng ở Myanmar với các vai trò khác nhau. Anh chàng là gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng ở Thái Lan và Myanmar. Được biết từ năm 2014, người mẫu Ba In Ta Khon bắt đầu gia nhập làng giải trí. Sau 3 năm, anh bắt đầu lấn sân sang điện ảnh và ca hát. Toàn bộ số tiền từ album đầu tay đều được anh chàng quyên góp cho trẻ mồ côi. Sở hữu thân hình vạm vỡ nam tính và bụi bặm là vậy, nhưng Ba In Ta Khon lại có năng khiếu nghệ thuật vô cùng trang nhã, đó là vẽ tranh sơn dầu. Ngoài ra, Ba In Ta Khon cũng nổi tiếng với tài nấu ăn ngon cực đỉnh và yêu thích động vật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã giúp Ba In Ta Khon trở thành nam thần đạt chuẩn 100% trong mắt mọi cô gái. Không chỉ khiến chị em mê mệt, cánh đàn ông cũng phải ghen tị khi mà Ba In Ta Khon khiến cư dân mạng phải kinh ngạc vì có một gia thế khủng ở phía sau. Ba In Ta Khon còn có một biệt danh khác là người nổi tiếng quý tộc của Myanmar. Anh chính là con trai của gia đình chủ ngân hàng Unistic Amara UAB, thuộc top 4 ngân hàng lớn nhất Myanmar hiện nay. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng gia thế của Ba In Ta Khon khá bình thường. Năm 18 tuổi, Ba In Ta Khon đã trải qua quãng thời gian sống không hòa hợp với gia đình, nên quyết định bỏ ra đi và tự lập. Sau khi tự lập, biết được những khó khăn mà cha mẹ đã trải qua, Ba In Ta Khon đã gom hết số tiền của bản thân tiết kiệm được để rồi mua nhà và mua xe cho họ. Dù sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng một lý lịch hoành tráng như thế, nhưng Ba In Ta Khon lại không hề có cuộc sống xa hoa. Anh luôn nỗ lực và cố gắng để đi trên chính đôi chân của mình. Vào năm 2019, có thông tin cho rằng Ba In Ta Khon đang chuẩn bị kế hoạch mở công ty cá nhân kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Một chàng trai hoàn hảo như thế nhưng lại vẫn lẻ bóng. Đây chính là tin vui cho các cánh chị em, đặc biệt là với hội mê trai. Không biết một anh chàng tuyệt vời như vậy, cô gái nào sẽ là người may mắn nhất đây? Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!